shop76.com, shop game gặp dòng online uy tín chất lượng anh em ơi. Ok, hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Thì mình là Gen TV đây em ơi. Thì em ơi, thì hôm nay mình cho anh em xem một khám phá mới từ cái dầu online em ạ. À đây mới ra một cái map mới, một cái map mới và nhiều tính năng cực kỳ là hay ho em ạ. Chữ số con bò đây em ơi, đây nhá, em nhìn này em ơi. Đây này, đây này em ơi, vô nào. Đây em ơi, thấy không, một con bot mới ơi, con mod là Zuma the Boy em ơi. Đấy, khá là hay từ cái dầu online nhá. Xin chào, tôi là Nghiêm Ma Vương. À, sao cái dầu online có Nghiêm Ma Vương ta, giống giống những cái tôi không tôi ký ra em nhỉ. Nghiêm Ma Vương như nào? Phước cấu à? Xin chào, tôi là Nghiêm Ma Vương. Cái mác này khá hay, giống một cái giống một cái phiên bản của cái mác gì thung lũng tre nâng cấp em ạ. Đấy, anh nhìn xem, khá là hay ho này. Chị sáu con bò đây em ơi. Trên này thì gì ta? Trên này thì không có gì hết. Chưa quá. Ở đây thì có gì nhỉ? Một chị xinh gái tên là Banchi. Chào cưng, tôi là Banchi, tôi có thể giúp gì cho cưng? À, biểu tượng bang. Ai mà phải mua em ơi, phải mua cái này mất 10 các sụt ai mà bây giờ nhá. Bây giờ mua cờ ạ, lập bang ấy bây giờ không không phải dùng vàng lắm ơi, phải dùng mà capsule mà dùng một cái sắt capsule bang hội em ở đây, em nhìn này em ơi. Đấy, 10 capsule bang hội là được được gọi là một cái bang hội cờ cam. What the fuck, ôi em ơi, ai bây giờ nhá mua bang hội phải dùng mà dùng cái này mà em ạ. Ôi thế bây giờ nhá anh em mà cái bang hội không cần phải dùng mới rồi, không cần dùng ngọc xanh em ạ, phải mua một cái này em ơi, hay ho vãi bạn, xịn sò cực kỳ luôn em ơi. Nhìn này em ơi, bang nghệ phép tận 6.000 là cái capsule này em ạ. Ôi tận 6.000 các số bang hội cơ á, căng thế. Băng gậy là 4.000 em ơi, what the fuck. Uầy, đây băng gậy, để băng gậy phép này. Đậu xanh, mai rùa em ơi, 3.000. Ô, hay nhỉ em ơi. À, đây là cái này cũng nghe vẻ hay ho em ạ. Tiếp theo là gì nào? Ô, cái thứ hai là cửa hàng bùa bang. À, bùa cho châu, ai em ơi. Mua bùa phải dùng cái này nhé. Ô, what the fuck, kề ra bằng cái này ra bằng gì ta? Theo mình sẽ đi đánh quái rơi ra là hay nhỉ. Ừ, khi đánh quái rơi ra cái này em ạ, hay nhỉ. Mình xem là mình cách làm sao để rơi ra cái này ra. Thì cửa AD mới bảo trì xong ạ, cho anh em vào xem cái này nhá, để anh em xem biết tìm hiểu về cái này như nào. Ui, con này có gì không? Cũng không có gì hết em ạ, hay nhỉ. Sao vậy, một cái map mới khá đẹp ạ, không không có quái em ơi, chỉ vào đây làm gì BK nhau à, hay như nào. Đố anh em biết đấy. Ấy em ơi, mình xem nào, bay cái mắt này nhá. Ô, nó không có gì được xét các bạn. À, trên đây có một đen đen này. Ngoài cho về ấy à. Ngoài cho về đó có mẹ à. Ngoài này này, hay có mắt khá rộng mà. Cái mắt là như ở trong phim Tây Du Ký ấy. À, em ơi. Tôi thử giúp cho bang hội cho con. À, chức là bang hội xem nào. À, đổi tên bang em ơi, đổi tên bang nhá. À, tên với tháp bang hội này mình tên là Gen. Gen này, ok. Đó sẽ là bang hội thành viên. Để bang chủ là thành viên Gen TV này, tin nhắn này, thành viên này. Ô, sao? À, Gen OK. À, hay này các bạn, đây xem nào. À, xịn sò đấy. Ha. Gen OK, nhiệm vụ bang là em à, em ơi, hiểu rồi. À, hiểu rồi. Bây giờ bang hội có tính năng mới mà. Thế là nhiệm vụ em ơi. Nhiệm vụ hiện tại hạ muốn trộm nhá. OK này. Nhiệm vụ bang này. Gửi nhiệm vụ đi. Đồng ý này, nhiệm vụ bang. Ơ what ơi anh em ơi, thì mỗi ngày chỉ cho một nhiệm vụ thôi, mình ấn nhầm và mình hủy nhầm anh em ơi, má nó. Chức năng bang hội, nâng cấp bang hội này em ơi, cần 100 capsule bang, đang không capsule bang để nâng cấp bang hội lên cấp 2. À anh em ơi, bây giờ muốn bang nhiều thành viên ấy, thì anh em phải gọi là có cái nâng cấp nhá, nâng cấp bang lên mặt để cho nó nhiều thành viên hơn nhá. Cần một capsule bang, đang có không các sub bang để nâng cấp bang hội lên cấp 2, cộng 1 tối đa số lượng thành viên, cộng 1 ô chấm. À em ơi, mở bán bùa bang cấp 2. À hay em ạ, ok đấy, mình được đấy. Cái này khá hay ho em ạ, được đấy. Bang hội này nghe bảo hay ho em ơi. Sửa video em xem nhá. Đổi tên bang nó viết tắt này, chọn ngẫu nhiên tên bang viết tắt là sao? Như là ta. Khó hiểu một xíu mà. Ô,
Chơi vào làm quay bị đơ game em ơi. Lúc này kiểu bị đang bảo trì mình nói về vào game đấy em ạ. What the fuck? À, chức năng bang hội. Ok, nhiệm vụ bang. Ôi, khó phết em ạ. Mình tìm cái hành trang ở dương bang em ơi, cho mình xem này. Đấy mà dương đồ của bang em ơi. Đấy nhá, khi nào anh em có đồ kiểu bang hội anh em kiểu bán đồ hay sao em ạ. Hay là thể đồ cho bang anh em lấy đi dùng với sao nhá. Khá hay em ơi, được đấy. À đây là chức năng mới này anh em cực kỳ là thu hút em ạ. Chị sói quá em ơi. Ở dưới đây có gì đâu. Cũng như đất đeo chiều chân này chết anh em ạ. Tiếp theo có gì không, mình tò mò quá em ơi. Đi từ đấy không có cái gì mà à, em ơi. Thì mỗi ngày anh em là có một nhiệm vụ bang hội như sao ấy. Để anh em giúp anh em để có thể kiếm được à, cao su le bang hội như sao em ạ. Mình nghĩ là vậy nha. Hoặc đi đánh quái ra em ạ. Hoặc đi đánh nhiệm vụ bang. Gilmar đầu bò. Xin chào tôi nghe vợ. Ơ sao cứ chào ấy. Đấm nhau đấy bạn ơi. Bạn Nguyên Vương ơi, họ có sừng giống mình đấy. Mình có hai sừng này, đấy. Hai sừng nhỏ nhỏ này. Đâu má này mà, không biết sao gì nữa nào. Nên có gì không? Để mình giới thiệu cho anh xem từ đầu đến cuối nhá. Đây mình bay từ đầu cuối cho anh em xem này. Đây, từ đầu chỗ này nhá, từ đầu chỗ là chỗ này em ạ, từ đây chỗ này em ơi. Đây từ đầu đen đen này nhá. Ông Doctor Depe lại bay à, đâu đâu. Từ đây em ạ, từ đây em ạ, từ đây nhá. Bay con bác lại. Ôi. À em ơi, bang hội này em ơi. À anh ơi, bạn nào muốn 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 vào chơi bang hội thì anh em nhớ quả cam em ạ, quả cam nhé. Sau đó anh vào ấn ông quỷ nào Satan em ơi. Bang hội này anh em bay đến về khu vực bang này đấy nhá em ơi. Đấy vô em ơi, vô này em ơi. Ui họ đi ra rồi em ơi. Phá ô quá em ạ, bị đi rồi em ơi, đơ game rồi em ơi. Anh bạn tôi cửa game nó bảo trì thì mình vô đấy bạn, mình là ảo quá, mình vô từ chiều ấy, nó vô từ đấy bạn, bây giờ bảo bị bảo trì rồi. À, lại ba em ơi, đơ game ơi, đơ rồi mà chán quá em ơi. Ôi để vô rồi, lại đi ra, what the fuck, vào không vào, ơ, vào đi ra em ạ, à, đi đi rồi này, à, vào rồi này, đây mà đấy, mình giới thiệu xem cái map mới nhá, đây bay bay từ đường của, ôi, mẹ nó, từ đây em ơi, bay này, đấy, cái ông gọi là ông Doctor BE nhá, bay xuống đây em ơi, không có quái mà chỉ có nếu không có quái sao vậy ta. Đây bác mở này nghe chưa có quái hết các bạn. Đây tiếp theo là chị tiếp theo là phần dương đồ với cả phần Paladin nha em ơi. Đấy tiếp theo cuối cùng là ông Nghiêm Vương ạ. Nghiêm Vương có hai sừng to lắm ạ, sừng trâu này đấy, chả gì là sắc em ạ, cũng hay ho phết đấy. Mình giờ review cho anh em xem sơ qua về game sau khi bỏ trì nha em ơi. Đấy cực kỳ đáng hot em ạ, phê quá phê quá. Mắc mới đẹp quá, đẹp lung linh luôn ạ, đẹp những kiểu là làng tiên trong tranh ấy ấy. Ok mình quay lại chỗ cũ đi, về đi qua xem mấy ông này có nói gì về phần bang hội không, tra sở nhá, tra sở lại anh em thấy bang hội bang anh em vào được map mới chưa. Ấy ô quá tải em ạ. Cái vô đây nào, đây xem nào, ui ở đây cũng không có gì hay em ạ, như vậy mà chỉ mua có chiếc lao hội mới thôi nhá. Ok em ơi, thì à đây cho thêm một phần là cao su mới lại, một cái cao su bang hội em, với cả là cho một thêm một phần thì nhỉ, à một phần là cái map mới của bang hội em ạ. Ok nhá em ơi, thì cái sự thử lại đây nhá, em thấy hay hãy quý mình nên lại một like, một đăng ký, bấm chuột đều mình nhá, bye bye anh em.